Mình không hiểu là mình đã yêu ai nữa, một con người hay là một con quỷ đây? Điếp, anh thật là kinh tởm. Anh khiến người khác yêu anh, chiếm được lòng tin của người đó. Giờ rồi anh lại muốn giết người đó sao? Anh không chỉ giết Angeli, mà anh còn đã kết thúc luôn một sinh mạng khác. Vì cô ấy đang mang thai mà điếp. Anh cũng khác chị ta ra. Anh là một con quỷ điếp. Ồ, anh đang chờ một cuộc gọi quan trọng. Mà mấy là hết pin rồi. Anh sẽ đi lấy bộ sạc. Điếp đợi đã, anh đang ăn mà. Dù sao thì em cũng ăn gần xong rồi. Em sẽ đi lấy nó. Được rồi, em đi đây. Trong đoạn CCTV đó, anh đã đeo chiếc vòng này. Chiếc vòng đã rơi ở đâu rồi chứ? Tà Ra đang làm gì ở đây? Mình đã nói Julika giữ họ ở dưới tầng rồi mà. Tại sao cô ấy lại không làm theo lời mình chứ? Để tôi xem, ai đang trốn trong phòng của người khác đây? Anh có thực sự yêu Angeli hay chỉ vì cô ấy là con gái của một tỷ phú thôi? Có phải là anh đang đóng kịch không? Thôi nào, ở đây không có ai hết, anh có thể nói cho tôi biết. Xem ai đang nói kìa. Một diễn viên xuất sắc, chuyên nghiệp đang gọi tôi là diễn viên sao? Cậu có nghĩ là tôi giống như cậu không? Đừng quên rằng, khi cậu bước vào ngôi nhà này, chỉ với hai bàn tay trắng thôi, cậu được nhặt từ ngoài đường về. Những gì cậu có hôm nay là nhờ sự ưu ái của gia đình tôi. Thậm chí ngay cả chiếc áo cậu đang mặc, nó đắt tiền, trị giá hàng triệu, thì nó cũng là ân huệ của gia đình chúng tôi ban cho. Gia đình trai chan, mẹ tôi, ta ra đã cho cậu địa vị ngày hôm nay. Họ đã đưa một cái ăn mày với cậu vào giới thượng lưu này. Nhưng cậu để đền đáp gì? Chỉ là những lời dối trá vì cô bạn gái Aruhi của cậu. Cậu đã đuổi giết ta ra, thậm chí bác nói ký vào các giấy tờ nhận tội. Cậu đã chiếm đoạt toàn bộ tài sản này. Giờ cậu đang tận hưởng cuộc sống xa hoa của chúng tôi. Giờ cậu đang nói tôi đang diễn kịch sao? Bản thân cậu không hổ thẹn sao? Wow, thật là một bài diễn thuyết hay. Vậy có nghĩa là anh thật sự yêu Angeli? Wow, tôi không biết rằng một người đàn ông như anh, người luôn làm việc như một tay sai cho mẹ và em gái của mình, sẽ đột nhiên sa vào tình yêu. Wow, tôi đang có cảm giác anh đã lớn rồi đó, trưởng thành rồi. Bây giờ anh sẽ nói rằng bất cứ tội án nào anh phạm phải đều là theo lệnh của em gái của anh, Ta Ra điên cùng đó, là do cô ấy ép buộc anh. Anh hoàn toàn trong sạch. Tuyệt vời đó, đủ rồi. Cậu đã nói quá đủ những điều vô nghĩa rồi. Cấm miệng lại ngay. Cậu không có giá trị, thậm chí là một đồng xu. Cậu làm gì có quyền được chất vấn tôi chứ? Cậu đã chiếm đoạt toàn bộ tài sản này bằng giấy tờ giả. Cậu có nghĩ rằng tất cả những thứ này là của cậu không? Đừng quên rằng ngôi nhà này là của tôi, của gia đình trai chan. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Rồi cậu sẽ thấy, tôi sẽ là người đá cậu ra khỏi đây. Vậy tôi sẽ ném cậu đến nơi thuộc về cậu. Cậu đã giết chết mẹ tôi, lừa dối ta ra. Nhưng cậu sẽ không lừa dối được tôi đâu. Angeli, cô trốn ở sau bức màn này bao lâu rồi?
Vậy tại sao cô lại trốn tôi? Tại sao cô lại không bật điện lên? Cô ăn cắp thứ gì trong phòng của tôi chứ? Thực ra tôi đã đánh mất một thứ quan trọng. Vậy tôi nghĩ rằng nó đang ở đây. Tôi xin lỗi vì điều bất cẩn này. Vậy tại sao cô lại nghĩ rằng thứ quan trọng của cô lại ở trong phòng của chồng tôi chứ? Vì đôi khi ai đó đã nhầm lẫn đồ của người khác. Vì vậy tôi phải kiểm tra khắp mọi nơi để không bị cướp mất những thứ của mình. Tất nhiên cô nói đúng. Angelie, cô không nghĩ rằng chúng ta nên dừng giữa kịch này lại sao? Bởi vì tôi biết rất rõ cô đến đây tìm thứ gì. Và cô cũng nên biết rằng tôi biết tất cả mọi thứ. Vậy thì tại sao cô lại hành động như thế tôi không biết gì chứ? Làm thế nào mà ta ra biết được mình đang tìm kiếm những gì? Cô ta đang cố ám chỉ điều gì chứ? Tôi biết tôi muốn gì, nhưng tôi thấy rằng mọi thứ đang là do cô tưởng tượng thôi. Vì vậy hãy nói cho tôi biết cô biết gì đi. Angelie đâu rồi? Cô ấy tốn quá nhiều thời gian để uống thuốc. Angelie! Angelie! Cô ấy chỉ mới rời đi khỏi tầm mắt của anh vài phút thôi mà anh căng thẳng vậy sao? Tôi không tin là anh đã trở thành người như thế này đó. Tôi hy vọng là anh đã hoàn toàn đúng, là Angelie đã rơi vào bẫy tình yêu của anh rồi. Tôi chỉ hy vọng là anh không cầu hôn cô ấy quá muộn để cô ấy phải bỏ đi với người khác. Nhớ lấy lời khuyên của tôi, nói chuyện với cô ấy hôm nay và định ngày cưới luôn đi. Nếu như anh may mắn, có vẻ chỉ có cậu mới có thể gài bẫy được các cô gái trong tình yêu thôi. Đôi lúc cậu đã gài bẫy Arohi để cô ấy yêu cầu, đôi lúc lại gài bẫy ta ra. Cậu không hề đáng tin một chút nào. Biết đâu thậm chí bây giờ cậu cũng đang giả vờ với vợ của mình. Tôi phải nói rằng cô diễn rất đạt đó. Nhưng để tôi nói cho cô biết một điều, từ giờ trở đi cô không cần phải giấu tôi bất cứ điều gì nữa đâu. Bởi vì tôi biết cô đang tìm kiếm thứ gì. Vòng tay. Đúng không? Hoặc một số thứ đắt tiền khác. Dù sao thì bất cứ điều gì cô đang tìm kiếm, cô nói cho tôi biết đi. Angelie, kể từ khi cô bước vào ngôi nhà này, cô trông có vẻ hơi buồn chùn. Như thể cô đang tìm kiếm một điều gì đó, tìm kiếm ai đó, hoặc cô đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi của mình. Cô muốn biết điều gì? Đứa con trong bụng của cô, cô không nghĩ rằng cô đang đặt tính mạng của nó vào nguy hiểm hay sao? Cô không nghĩ vậy sao? Cuộc sống của đứa bé này đang gặp nguy hiểm nếu như cô quá căng thẳng đó. Anh Firas là bạn trai của cô, người yêu cô rất nhiều mà phải không? Nhưng tôi vẫn thấy rằng cô quan tâm đến gia đình của tôi nhiều hơn, và đặc biệt là chồng tôi. Anh điếc. Cô thực sự là một người rất khó hiểu. Lần đầu tiên cô tới đây, cô đã đến với tư cách là vợ của điếp Arohi, và bây giờ cô lại đến với tư cách là vợ của người khác. Tôi hơi bối rối rồi đó. Tôi thực sự rất bối rối đó. Nói thật thì tôi cũng không biết mục đích của cô đến đây là gì. Nhưng bất kể cô muốn gì, tôi muốn nói với cô một điều. Tôi không thích những người phụ nữ khác để mắt đến chồng tôi một chút nào đâu. Cô hiểu chứ? Điếp là của tôi. Cô không được đến gần anh ấy. Tôi đã làm gì với các người chứ? Angelie! Angelie, em đang ở đâu? Khi tôi đến đây, tôi đã nhìn thấy Julika đang nằm ở đây rồi. Có chuyện gì vậy? Tại sao anh gọi em gấp vậy? Julika!
Sulika, chuyện gì xảy ra với cô ấy? Không có gì, cô ấy chỉ bị ngất đi thôi. Nhưng không hiểu là tại sao cô ấy lại đột ngột ngất đi như vậy. Sulika hoàn toàn ổn, không có chuyện đột ngột cô ấy ngất. Điều này chỉ xảy ra khi có một người khác tác động thôi. Một người giúp việc bình thường của ngôi nhà này lại dám ngăn cản Tara. Bất cứ ai cũng không được gây ra vấn đề cho Tara, họ sẽ bị trừng phạt. Người giúp việc của Anjali đang làm gì ở đây? Người nào đã ở trong phòng của tôi và cô đang đứng canh ở đây sao? Tại sao mọi người còn đứng đây? Mau gọi bác sĩ đi chứ. Được rồi, cần gì phải gọi bác sĩ chứ. Ý tôi là chắc hẳn là cô ấy đã làm việc quá sức cho nên đã mệt và ngất đi thôi. Làm gì phải gấp gì chứ. Bình tĩnh đi, không cần phải gấp. Vì anh Charlie, đừng mang bất kỳ cô gái là nào vào ngôi nhà của chúng ta. Có vẻ như công việc trong ngôi nhà này quá nặng nề với họ rồi. Có vẻ như Tara đã nghi ngờ mình. Sẽ rất khó để vào phòng của Điếm một lần nữa. Nhưng nếu mình không vào đó, thì làm sao mình có thể thu thập được các chứng cứ có liên quan đến cái chết của Anjali và chiếc vòng tay đó nữa. Mình không biết là nó đang ở nơi nào, nhưng tại sao mình lại có cảm giác rằng mình đã nhìn thấy chiếc vòng tay đó ở nơi nào rồi? Ngoài đoạn CCTV đó ra thì mình đã nhìn thấy nó ở đâu chứ? Nhưng tại sao mình lại không nhớ ra? Arohi, làm ơn hãy nhớ đi, nhớ đi. Anh chú, nhanh uống sữa nghệ đi, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Sữa? Anh Virat, em không uống sữa đâu. Em không thích nó. Em không thích sữa? Kể từ khi nào? Em đã từng rất thích sữa nghệ mà. Em luôn uống nó trước khi ngủ. Đúng vậy, nhưng đó là quá khứ rồi. Và bây giờ em không thích nó nữa. Khẩu vị của em đã thay đổi kể từ khi em mang thai. Và em không thích mùi sữa. Được rồi, em sẽ phải uống nó. Anh sẽ để nó ở đây nếu em muốn uống. Tôi không biết bí mật đằng sau cái chết của Anjali là gì. Nhưng nếu như Deep đã cho mình khuôn mặt của Anjali, vậy tại sao anh ấy phải đợi tới 3 tháng sau mới giết chết Anjali chứ? Vậy anh ta đã giết Anjali vì một động cơ gì? Vậy tại sao phải làm gì? Mình không hiểu điều này. Kế hoạch của anh ta là gì? Vậy tất cả những chuyện này là gì? Anh Chu, anh nghĩ rằng chúng ta nên kết hôn sớm trong tháng này được không? Ý anh là... Em không cần phải mua bất cứ trang sức nào, bởi vì mẹ của anh có rất nhiều và em cũng có quyền sử dụng số trang sức đó, vì em cũng là con dâu của bà ấy. Đúng rồi, em cũng có thể dùng đồ trang sức của Tara, vì Tara không có ở đây nữa. Tara không bao giờ đeo nhiều trang sức, hầu như con bé chỉ đeo một chiếc vòng hoặc là một cái vòng cổ thôi. Vòng tay? Mình nhớ ra rồi, mình đã nhìn thấy chiếc vòng tay trên tay của Tara, giống như chiếc vòng tay của kẻ đã đẩy Anjali. Nhưng làm sao có tới hai chiếc vòng tay chứ? Hay nó chỉ là một? Nếu như Tara đã giết Anjali thì sao? Nhưng Tara thậm chí còn không biết về Anjali. Vậy thì tại sao cô ấy lại phải giết Anjali? Và tất cả những điều này chỉ là bề nổi thôi. Sự thật đằng sau là gì? Những sắp xếp còn lại như dịch vụ ăn uống, chà đu. Em đang làm gì vậy? Em có đang lắng nghe anh không? Không Virat, vấn đề là bây giờ đầu óc của em quay cuồng. Em cảm thấy khó chịu vì em không biết tại sao nữa. Em ổn chứ? Không, em nghĩ là em cần phải nghỉ ngơi. Không sao, không có vấn đề gì đâu. Em cứ nghỉ ngơi đi.
anh sẽ về phòng, được chứ? Dạ đúng rồi. Nếu như em cảm thấy không được khỏe hoặc là có vấn đề gì đó, hãy gọi cho anh ngay lập tức. Dễ chăm sóc bản thân đó. Hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt. Anh yêu em. Ngủ ngon. Vụ án giết chết Anjali càng ngày càng rối rắm. Nhưng chuyện gì đã xảy ra ở đây? Đầu tiên là Deep, vậy bây giờ đến Tara. Ai mới là kẻ đã giết người chứ? Nhưng nếu Tara là kẻ giết chết Anjali thì động cơ là gì? Tại sao cô ấy lại muốn hại Anjali? Vì tiền sao? Nhưng tiền không phải là động cơ của cô ấy. Bởi vì căn bản Tara đã có rất nhiều tiền rồi. Số tài sản của riêng cô ấy thôi cũng đã nhiều hơn Anjali. Vậy tại sao cô ấy lại phải giết Anjali? Thần Linh ơi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào đi? Mình muốn biết tất cả những câu trả lời. Xin chào. Cái gì? Được rồi, đợi tôi một chút. Tôi sẽ đến đó ngay. Tôi sẽ đến đó. Tôi sẽ đến đó sớm nhất. Làm ơn hãy chờ tôi đi. Tạ ơn Thần Linh, ngài đã lắng nghe lời thỉnh cầu của con. Còn chưa bao giờ có thể nghĩ rằng cơ hội này lại đến sớm như vậy. Bác sĩ, nào hãy ngồi đi. Có một tai nạn xe vài ngày trước. Mọi người đều nghĩ là cô ấy đã chết, nhưng cô ấy vẫn còn hơi thở. Cô ấy đã chiến đấu giữa sự sống và cái chết. Giờ cô đang tìm kiếm một người như vậy. Vì vậy tôi đã gọi cho cô. Cô ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy ngay bây giờ. Được rồi, đi thôi. Điều đấy có nghĩa là Anjali vẫn còn sống. Giờ nếu như cô ấy vẫn còn sống thì mình sẽ tìm thấy đáp án. Tôi biết cô là Arohi. Tôi có thể cho cô biết tại sao những điều này xảy ra với cô. Nếu cô muốn biết thì hãy đến khu đất trống ở công viên Ganhi. Hãy nhớ đừng để cho ai biết chuyện này. Anjali muốn nói với mình điều gì đó, nhưng trước lúc đó cô ấy đã gặp tai nạn rồi. Cảm ơn Thần Linh, người đã soi sáng con đường cho con. Ít ra con còn có một tia hy vọng Anjali sẽ trả lời tất cả câu hỏi của con. Đây là ai? Đây không phải là bệnh nhân đó. Cô ấy đã nằm ở đây trên chiếc giường này mà. Cô ấy đã bất tỉnh.